Ừ, xin chào các bạn, xin chào các bạn lại là mình đây, à, mình là ông chồng hãy làm đây. À, mình xin báo cho tất cả các bạn Bionia biết một tin à, mới nhất và đây là một tin vui nha các bạn. đó chính là Manet đã bắt đầu nha các bạn. À, đây là thông báo mới nhất của Manet đây các bạn. các bạn nhìn màn hình nè. À, Manet đã vào giai đoạn mạng and uh, network có nghĩa là mạng đóng nha các bạn. Thì uh, mainnet nó có hai giai đoạn, một giai đoạn là mạng đóng và một mạng một giai đoạn là mạng mở nha. Thì um, ở đây là um, Bigo team đã thông báo này các bạn ngày 29 tháng 12 vào lúc 4 giờ 15 sáng. À để mình uh, lượt dịch sang uh, tiếng Việt cho các bạn nghe nha. À uh, Binance E today có nghĩa là mainnet đã chính thức lên mạng ngày hôm nay uh, bắt đầu khởi động À, mạng đóng nha các bạn. đó, chúng tôi đã à, cũng phát hành hai à, phần mới ở trong trang trắng của bi để giải thích cách à, đào cũng như là cái cách mà cung cấp à, lượng coi ở trong mainnet. À, một cái phiên bản xem trước của việc à, tính toán à, cái tốc độ đào này á, sẽ à, có sẽ ra mắt à, rồi. À, thì Ừ. trong phần ví bi các bạn sẽ tìm thấy được uh, cái địa chỉ của ờ uh, của um, ý là là làm số số dư của uh, ví testnet cũng như ví Mainnet nha. Thì dùng mình vô thử cho các bạn xem nè. Đây. Uh, vô phần uh, Bi browser. Đăng nhập vào Bi. Rồi, các bạn sẽ thấy à, các bạn sẽ vô cái phần bí của mình để kiểm tra nha các bạn. Thì à rồi. Đây, các bạn vào phần wireless B thì các bạn sẽ thấy nó đã à có cái địa chỉ của ví mainnet cũng như đây các bạn thấy nè trên màn hình là ví mainnet không đồng à, à, khóa không đồng lý do các bạn là đang đợi cây xe khi cây xe thành công thì à, số tiền sẽ được chuyển từ mạng testnet qua mạng mainnet đó thì các bạn đây đây là cái ví testnet của mình thì ví này á là trước đây mình được 100 bi để thực hiện việc thử nghiệm chuyển qua chuyển lại đó các bạn đó và đây là cái ví mainnet thì sau này các bạn chỉ cần bấm vào đây sao chép cái địa chỉ các bạn gửi cái địa chỉ này qua cho người khác là người khác sẽ gửi nhận cho các bạn đó đây đây là cái phần gửi nhận nhưng mà nó đang là là phần uh, test thôi nghe các bạn chưa chưa có 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 xài thiệt được đó khi nào mà à, uh, mainnet chính thức uh, hoạt động và chuyển tiền qua thì các bạn sẽ uh, sẽ có 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 um, chuyển nhận được nha rồi ok uh, vậy thì mainnet nó nó nói những cái gì thì uh, mình sẽ về lại phần mềm để mình uh, mở lên cho các bạn nha à, các bạn có thể là vào cái phần rismore này để đọc cái thông tin mà máy nếp bắt đầu khởi chạy này các bạn, thì cái phần này á, nó à, khá là dài, nó sẽ nói về cái um, à, cái lộ trình phát triển, à, cách mà phân phối cái đồng tiền, à, cũng như là cái tốc độ của việc à, việc um, khai thác sau khi menet như thế nào nha các bạn thì cái này khá là dài và mình sẽ sẽ lượt dịch nó cho các bạn vào một cái dịp khác à, cho nó kỹ hơn tại chỗ này nó rất là dài các bạn cũng như công thức có tính toán thì trong đó mình có thể sơ lược một số là ví dụ ở màn hình này đi thì là đội ngũ bico team sẽ được nắm giữ 20% các bạn và cộng đồng là 80% đó ở đây thì nó có nói rằng là hiện tại thì tổng nguồn cung sẽ là 100 tỷ bi Đó, trong đó là cộng đồng sẽ được 80 tỷ và bi-co-tim là 20 tỷ bi Đó, rồi Đã mình lượt dịch một số cái thông tin thôi Để cho các bạn, sau đó các bạn có thể xem Đây là cái hình ảnh mà cách phân chia 100 tỷ này Trong đó thì À, phần thưởng mà trước khi mainnet sẽ là 20 tỷ này các bạn phần thưởng sau Mainnet là 45 tỷ bi rồi à, à, việc phát triển cộng đồng là 10 tỷ đó à, còn 5 tỷ này là dành cho bu đào khai thác rồi à, ở trong đây nó thông tin này khá dài các bạn thì mình nghĩ là sẽ có một cái video khác mình sẽ giới thiệu các bạn à, Tuy nhiên ngày hôm nay mình mình làm cái video này để thông báo cho các bạn biết á là tất cả cái lộ trình của OB á là đều là thật nha các bạn và họ làm rất là đúng cái lộ trình chứ không có phải là là ảo là xạo mà họ cái đội ngũ Bigo Team á, họ lên cái lộ trình rất là chuẩn và họ thực hiện từ trước đến giờ thì nó đều là chính xác à, những bạn anti -B có thể là là nói xấu này kia nhưng mà À, đội ngũ bitcoin Team hoặc hoạt động đó Thì mình thấy rất là ổn nha các bạn Rồi à, xin chúc mừng tất cả các Browner đã à, Chăm chỉ đào Trong vòng 3 năm qua Và những bạn nào mà chưa kịp đào đó Thì bây giờ vẫn còn kịp nha các bạn Tính là tốc độ chậm hơn Thì cái tốc độ nó xem như ở đâu Thì các bạn có thể là xem Cái tốc độ nó ở đây Tốc độ đào mà sâu Đây các bạn phần review New nè Các bạn có thể xem được cái tốc độ đào đây đó công thức nè à, Hiện tại là 0701 bi trên giờ đây là cái công thức à, công thức này gọi là công thức um, tạm tính thôi nha các bạn công thức à, chưa phải chính xác nha và à, có cái phần booster có nghĩa là phần các bạn khóa bi đó thì tùy các bạn khóa rồi cái vòng tròn bảo mật à, các bạn khóa bao nhiêu lâu thì nó sẽ tăng lên và cái vòng tròn bảo mật của các bạn có đủ đủ hay không đó thì các bạn sẽ thấy được là cái tốc độ đào nha. Đó ví dụ như phần booster này là cái phần vòng à, tròn bảo mật cũng như là cái phần à, phần thưởng mà à, dành cho à, dành cho các bạn khóa nha. Khóa nhiều khóa bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ hoặc là khóa bao nhiêu lâu á, thì thì sẽ nằm ở phần booster. Còn phần reward này á, là phần thưởng dành cho Pioneer cũng như là cái đội ngũ mà à, gọi là đội ngũ rep đó các bạn có nghĩa là những cái người mà các bạn giới thiệu đó thì tùy mỗi người sẽ à, có cái đội ngũ này khác nhau thì công thức này sẽ thay đổi nha đó đó ví dụ như mình hiện tại mình đang được là 0,01 bi trên giờ thôi chậm hơn à, bình thường rất nhiều nha các bạn những bạn nào mà à, bây giờ mới đào thì đào sớm đi nha à, sớm được ngày nào hay ngày đó mà mời của mình ông chồng hay làm thật ra thì mình cũng lười mời ai lắm mình đào solo thôi thôi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn